Hiểu như là con thì con rất là ngại, mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi, gắp 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 cứ gắp gắp để chân cái cỗ vô tư đó không có nghĩa là kiểu thế này vô tư thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói á, và cũng hơi là lạnh lùng, thành ra là con gặp con cứ nghe mặt ăn đi không phải ngại, ăn đi con hết đi không sao hết, con đi không sao, ở đây là vui thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Vâng, thưa một người anh khác. Anh bảo chú nha, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả ô mai, hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này, rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn gần nào nữa. Chào cô ạ, chào chú ạ. Con là Lê Viên Hạnh, thì con 24 tuổi. Hiện tại thì con đang làm kinh doanh. Kinh doanh con ở đâu, con đến từ đâu? Con đến từ Hà Nội ạ. Từ Hà Nội. Vâng. À, bây giờ vẫn đang sống ở Hà Nội hả? Dạ vâng. Mời em. Dạ vâng ạ, con chào cô Hồng Vân và con chào chú Quốc Thận. Con là Phan Thị Thủy Tiên, con năm nay 24 tuổi và con đang làm kinh doanh ạ. À. Vâng. Con kinh doanh gì nè? À, con kinh doanh về mỹ phẩm organic ạ, thiên nhiên từ than tre hoạt tính ạ. Bây giờ kể cho chú nghe đi, cái cơ duyên nào mà hai con gặp nhau và có ấn tượng gì về nhau nào? Hai chúng con quen nhau thì rất là tình cờ, và anh ấy có mời con làm như kiểu là quảng cáo về về mỹ phẩm của anh đó. Lúc đó con đang làm như kiểu là con hot girl bóng đá. Anh ấy đã mời con đến, và sau đó thì hai người quen nhau, nhưng mà hoàn toàn là chưa có ấn tượng gì cả. Không có ấn tượng. Nhưng mà lần đầu tiên con gặp ảnh thì con thấy ảnh có cái nét gì mà để mà con nhớ trong lòng không? Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Hoàn toàn không có một nét gì thú vị. Không có một cái gì ấn tượng cả. Không ấn tượng. Còn con thì sao? Con tại sao con lại mời bạn này làm đại diện con? Thì con được giới thiệu qua một người bạn nữa. Thấy Thủy Tiên thì đợt đấy Thủy Tiên hot bỗng chốc, kiểu như là sau một đêm nổi tiếng luôn sau cái cuộc phỏng vấn kiểu trả lời đấy. Thế là con bảo bây giờ, tức là khi mà mình làm thì mình phải tìm xem những cái bạn nào mà bạn ấy đang kiểu hot như vậy. Thế là con tìm được Thủy Tiên. Thế là lần đầu tiên gặp thì kiểu cũng là ngồi một quán ăn thôi, và cũng có thêm một vài bạn nữa cũng đi cùng Thủy Tiên hôm đấy đi xem một bóng đá về ạ. Con cũng có một cái ấn tượng kiểu nhỏ nhỏ, cứ kiểu như là con thì con rất là ngại, mà Thủy Tiên thì cứ anh ăn đi, gắp 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 cứ không gắp để chân cái cỗ vô tư đó không có nghĩa là kiểu thế vô này tư ạ. Thoải mái. Dạ, có nghĩa là chồng của con thì bình thường là rất là ít nói á, và cũng hơi là lạnh lùng, thành ra là con gặp con cứ nghe bạn ăn đi không phải ngại, ăn đi con hết đi không sao hết, con ăn đi không sao, ở đây là vui thoải mái tự nhiên như người nhà nha, cứ ăn. Tại vì lúc đấy là con đang vừa mới đi xem bóng đá xong ạ. Thế là trong một cái buổi ăn đồ nướng, thế là bạn ấy tới, và thế là cũng mời bạn join vào cho nó rất là tự nhiên thôi ạ. Nhưng mà chú nghĩ là với một cái cô gái mà có nhan sắc như vậy thì chắc chắn con phải có một chút ấn tượng gì về cái nhan sắc của cổ đúng không? Vâng. Rồi sau đó là chắc có lẽ là lên kế hoạch cưa cẩm cô gái này. Có không? Dạ vâng. Kế hoạch con sao, con trình bày coi. Thật ra cái cách này con được tư vấn từ một người anh khác. Anh bảo chú nha, bây giờ mỗi một hôm chú đến nhà chú chú làm mua giỏ hoa quả ô mai, hôm nào con mua đầy ắp luôn. Hôm nào cũng đến. Anh ấy rất là kỳ lạ, bởi vì là cứ 9 giờ là anh ấy sẽ bảo alo em xuống dưới nhà nha, anh có cái này, rồi anh ấy đưa cho con một giỏ trái cây hoặc là ô mai, xong bắt đầu là anh sẽ cứ đưa xong rồi là đi về liền. Rồi là cứ liền không nói một tiếng nào hết. Dạ. Nhưng mà không hiểu làm sao cái lúc mà cưa con thì thấy nó có nhiều hoa quả với cả ô mai lắm, nhưng từ khi lấy xong thì cũng không biết là anh ấy nói là hình như người ta sập tiệm hay sao, từ đó không có còn gần nào nữa. Rồi vậy là sao? Đến bao lâu thì hai đứa chính thức là đi chơi với nhau theo một cái cách mà đã bắt đầu nhịp tim cùng đập á? Trời ơi, phải lâu lắm ạ. Tại vì anh này anh ấy cũng nhát đi ạ, không dám tán tỉnh đâu ạ. Cứ đến xong rồi về như vậy ạ. Cứ đi nói chuyện xong con cũng thấy anh này cũng quan tâm lắm, nhưng mà không thấy kiểu ngỏ lời yêu hay là tỏ tình hay nói bất cứ một cái gì cả. Con mới tức. Con tức xong con đợt đó con chuẩn bị đi Thái Lan chơi. Thế con mới nói với anh này như thế này. Con bảo là: "Nè anh ơi, em chuẩn bị đi Thái Lan rồi đó. Em mà sang bên đây em thấy anh nào mà đẹp trai nam vương là em thích liền nha. Em đang cô đơn là em thích liền nha." Lúc đó anh ấy sợ lắm ạ. Anh ấy nói rằng: "Này em ơi, không có được nha, không như vậy là không có được." Vẫn nhất quyết là không tỏ tình, hay là cũng không nói là anh thích em rồi đó, hay là em yêu anh đi, hay là em đừng có gì ạ. Ôi sao kỳ vậy Hồng? Sao mới nói là không được, không được là không nói lý do. Dạ. Cái đó là sau bao lâu rồi mà con vẫn chưa có dám nói? Sau khoảng độ tầm chắc là cũng chỉ tầm hơn một tháng thôi. Khi mà Thủy Tiên mà bảo con như vậy là con biết là dính bẫy rồi đấy. Ôi. Dính rồi đấy. Mà đi bao lâu? Con Thủy Tiên đi Thái Lan thì hả? Dạ vâng ạ, đi Thái Lan khoảng một tuần ạ. Sau rồi về nhà thì anh ấy lại còn trêu lại là: "Thế đã tìm được anh nào chưa? Nếu mà chưa tìm lại thì thôi yêu anh đi nè." Đó là cái tỏ tình đó chị. Lời tỏ tình đáng yêu đó. Vui mừng. Lúc mà anh nói như vậy thì là con có đồng ý liền không?
Trời ơi, đang ế mà chú. Đang cô đơn mà. Trời ơi, đồng ý luôn ạ. Nhưng mà tụi con đã lấy nhau mấy năm rồi? Được 1 năm 7 tháng ạ. Như vậy là lúc đó là con mới 22 tuổi thôi đúng không? Dạ vâng. Là xung quanh con là vệ tinh rất nhiều. Dạ vâng ạ. Ừ. Thì lý do gì mà cuối cùng là con chọn bạn này? Con chọn anh ấy bởi vì con thấy anh ấy có cái chí ạ. Thật ra về bản thân con cũng có rất là nhiều anh tán. Nhưng mà cái điều mà con cảm thấy là con cảm mến và cảm phục anh ấy. Bởi vì anh ấy có cái... anh ấy dạy con, anh ấy rèn luyện nên con. Một Thủy Tiên ngày hôm nay là một người trưởng thành hơn rất là nhiều. Và bởi vì là ví dụ quen những cái anh trước đó đi ạ, là gọi là chỉ quen biết thôi ạ. Ví dụ người ta có thích mình chẳng hạn, cũng có những người người ta muốn lấy mình luôn ạ. Mà người ta cũng là người có điều kiện ạ. Nhưng người ta... con có cảm giác một chút gì đó hơi áp đặt một chút. Ví dụ là anh thấy em làm cái này là không có được. Có những cái gây lộn hoặc là nói nhau về những cái quan điểm về chia sẻ. Nhưng anh này thì hoàn toàn khác ạ. Anh này thì nếu mà con mà làm cái gì đó mà ví dụ nó chưa được ok, anh ấy sẽ nói rằng nếu mà em mà có quyết định thì anh vẫn tôn trọng. Đó. Và qua rất nhiều lần, vì con rất là bương bướng ạ, qua rất nhiều lần mà lần nào anh ấy nói về đúng kết quả như vậy luôn là con sai nhiều lần thì sau đó con thấy là trời ơi anh này giống thầy bói. Con bảo là sao anh giống thầy bói quá, nói gì cũng đúng. Thế là sau đó là con thấy là người này là người mà kiểu khiến cho mình cảm thấy tâm phục khẩu phục từ cái cách anh ý rèn luyện mình chứ không phải là cách anh ý ngăn cản mình. Dạ, anh ấy không áp đặt mình. Dạ, và con lại có một cái điều mà anh ý rất tuyệt vời luôn là anh rất là hiếu thảo. Anh ấy thì bố anh ấy mất sớm ạ, nên là anh ấy ở với mẹ, hai mẹ con nuôi nhau. Và thật ra con thương và con cảm mến cảm phục bởi vì anh ấy là gia đình hoàn cảnh rất nghèo khó, nghèo khó đi lên ạ. Thật sự là con có điều này con cũng muốn chia sẻ là con chưa thấy một người đàn ông nào mà suốt ngày mẹ ơi con yêu mẹ nhiều lắm. Trời ơi, xong đến bây giờ luôn ạ, là cứ một tuần là phải vài lần đang không lại gõ cửa phòng mẹ, xong mẹ ơi cho con ôm mẹ một cái nhá, con yêu mẹ nhiều lắm. Có nghĩa là vâng ạ, rồi nhắn tin con chúc mẹ ngủ ngon, con yêu mẹ nhiều lắm. Nếu mà con rất thương mẹ con và rất yêu mẹ con, nhưng con sẽ ngại một chút không dám nói. Nhưng mà trời ơi, chồng con là một anh thanh niên, một người đàn ông mà trời ơi nói mà đôi khi mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngượng một chút, nhưng cảm thấy được là anh là một người con rất có hiếu ạ. Dạ. Là con là hai mẹ con hả con? Dạ. Chỉ có hai mẹ con thôi đúng không? Dạ. Bởi vậy mắc lòng mắc ruột. Dạ. Vì thật ra bản thân con nghĩ bây giờ mình một đời mình sống được gọi là cứ cho là 100 năm đi, thì còn 100 năm thì mình cứ nói hết lời yêu thương với mẹ mình còn hơn là kiểu nói càng nhiều càng tốt. Dạ. Hay quá, nghe những gì mà em tâm sự, thật sự anh rất là ngưỡng mộ em. Dạ. Và ngay cả bản thân anh vậy, anh cũng chưa bao giờ nói câu là con yêu mẹ. Nhưng mà cái lúc mà mẹ gặp con á thì là mẹ thích con liền không? Và cái thái độ của mẹ là cái về tình yêu của hai đứa là mẹ có đồng ý liền không? Dạ vâng ạ, là mẹ của con hầu như là tác thành. Con nói thật luôn là con đổ mẹ trước khi đổ anh ấy luôn. Đổ mẹ chồng hơn đổ chồng luôn ạ. Yêu gì đâu. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước đấy ạ. Vâng, hai mẹ con đổ nhau trước là hai vì mẹ con đổ nhau trước. Dạ. Trời ơi, tất cả mọi thứ là mẹ vun vén cho chúng con hết, là chúng con mới bây giờ là càng ngày càng gắn bó và khăng khít đấy ạ. Dạ. Thôi nói chung là nghe các em kể như vậy là thấy cái tình yêu của các em quá đẹp rồi. Dạ. Bây giờ anh hỏi nhẹ cái thôi. Dạ. Trước khi tới cái phần hấp dẫn, từ lúc yêu nhau đến lúc cưới nhau, có bao giờ mà hai đứa giận nhau, rồi có bao giờ xảy ra cái chuyện chia tay chia chân gì không? Wow. Chia tay thì chưa có, nhưng mà nếu mà cãi nhau giận nhau đến mức mà kiểu như là kiểu nghiêm trọng rồi thì có. Có chia tay không? Không ạ. Không hẳn là chia tay nhưng mà nó bùng nổ. Bùng nổ chuyện gì? Trời ơi, đã là cái chuyện gì? Hai đứa đều đâu lý do con kể coi. Là lúc đó là bọn con chưa lấy nhau, nhưng mà có một lần là anh đập điện thoại. Trời ơi, anh đập tiêu một cái, anh bảo là bây giờ đã nếu mà chia tay thì anh không chịu được nữa. Anh ấy ném bùm xuống luôn. Con bị sốc luôn, trời ơi con không thể tưởng tượng nổi. Xong sau đó thì anh về anh ấy lại nghĩ lại và anh xin lỗi. Bởi vì bình thường anh cũng rất là điềm tĩnh. Nhưng mà có lẽ là khi mà anh ấy, vì là một người rất là tình cảm, nên là khi mà anh ấy đón nhận được cái sự việc mà ví dụ cãi nhau chẳng hạn, thì là anh ấy không có chịu được, là anh ấy bùng nổ luôn á. Nhưng mà phải nói là tất cả, ví dụ như tất cả những cuộc cãi nhau của chúng con đều có sự can thiệp của mẹ chồng. Trời ơi, mẹ chồng luôn luôn ạ, thương lắm ạ. Mẹ chồng con ví dụ hai bọn con cãi nhau là mẹ chồng con cứ ở ngoài khóc thôi. Cứ ở ngoài khóc, xong mẹ bảo, xong rồi mẹ còn xách túi xách mẹ đi về, mẹ bảo mẹ đi về quê đây các con nhá. Mẹ nhìn thấy các con thế này mẹ đau lòng, mẹ buồn, mẹ không muốn ở với các con nữa đâu. Xong cũng có một lần chúng con cãi nhau. Mẹ chồng con bảo chứ, Thủy Tiên ơi con không thương mẹ à. Con về đi con về với mẹ đi. Mẹ nói liên tục cái câu con về với mẹ đi. Mà lúc đó con gọi là đang rất là giận dữ với anh này, còn đòi viết giấy viết tờ luôn ạ. Mà mẹ nói con về đi con, về với mẹ đi con. Là lúc đó con cũng rưng là con thương quá. Thế là mọi thứ là được sự vun đắp từ mẹ chồng đó. Như vậy em quá là may mắn rồi. Thôi nếu vậy là bây giờ ngon lành. Bây giờ qua cái phần qua kia đi, tới cái phần hấp dẫn nhất đây nè. Cô ấy đẹp quá, dễ thương quá. Bây giờ lại là một hot tiktoker nữa. Vậy thì anh muốn hỏi gì chứ, trong một năm
đúng không? Một năm bảy tháng ở với nhau. Ừ. Dạ. Thì cô có lòi cái tật xấu gì không? Có tật xấu, có yếu điểm. Hải Duyên Hồng. Vợ con thì thật ra là con thấy có đúng kiểu vài cái tật xấu thôi, là gọi là cầm điện thoại nhiều. Ừ. Đi tắm thì muộn. Thế theo con thì đấy là hai cái tật xấu mà kiểu con là không thích nhất. Ừ. Cầm điện thoại là làm gì? Nếu là để làm việc ấy, thậm chí một ngày cầm đến lúc mà gọi là kiểu thâm quân hết cả mắt lên. Vâng. Ví dụ như nữ công gia chánh thì sao? Nấu ăn thì sao? Ở nhà có bừa bộn hay không? Đó. Rồi những cái xấu đó. Về cái việc nấu ăn thì vợ con chia sẻ ngay từ ban đầu, cái này vợ không giỏi lắm, em không giỏi lắm. Thì lúc đầu con bảo không được, về anh đi làm kinh tế, về em ở nhà em phải làm những cái việc đấy. Nhưng mà vì sau Thủy Tiên là người thay đổi cho con cái quan điểm đấy. Bởi vì là mỗi một người thì thật ra chỉ giỏi một thứ. Ừ. Mà bây giờ mình ở với nhau thì đương nhiên là thi thoảng thì vẫn phải nấu. Ví dụ bây giờ dạo này Thủy Tiên rất hay nấu chè cái thứ để cho cả gia đình ăn. Thì tức là bây giờ bạn thì cũng đã thay đổi được nhiều về cái đấy rồi ạ. Không thể bắt bạn là gọi là nấu ăn giỏi mà TikToker giỏi luôn. Nói chung là không vâng, một trong hai thôi đúng không? Dạ vâng. Ừ. Bây giờ về con mong muốn Thủy Tiên thay đổi điều gì nhất? Chồng muốn là vợ không tắm đêm nữa, tắm sớm hơn. Ừ. Rồi điện thoại thì là sao? Điện thoại thì cầm ít hơn cho đỡ kiểu thâm mắt cái thứ này. Vâng. Cho bớt thâm quần của mắt đúng không? Bây giờ tới con đó. Dạ. Chồng con có tật xấu gì khui đi con. Thay đổi sắc mặt liền thấy không? Amazing luôn ạ. Trời ơi, chồng con có một cái tật mà hay rút súng bằng một cái. Thủy Tiên. Bằng. Trời ơi, nó thúi. Nó rất thúi. Anh ấy rất chịu khó thả bom trước mặt vợ ạ. Mà chỉ cho vợ người thôi, trời ơi. Thả bom chủ động luôn đúng không? Suốt ngày là cứ con chỉ cần thấy là bắt một cái thôi là con biết rồi. Trời ơi, con có chạy giống đi đâu được không? Không chạy được, anh ấy phải bằng ngược, anh ấy ghim đầu con lại để cho. Mỗi lần gì không vui lắm không? Vâng ạ, trời ơi. Thật ra con nghĩ cái đây nó cũng là kiểu hai vợ chồng thoải mái, nhưng mà thật ra vợ con xong rồi kiểu bây giờ hơn 2 năm ở với nhau rồi thì bây giờ cũng thấy nghiện à? Cũng như thế. Nghiện đúng không? Ngày nào mà không rút súng là cũng như thế. Cũng trùng chăn. Cũng hồi này con đang nằm đây trùng chăn. Một đứa rút súng, đứa thả lựu đạn cũng vậy thôi. Không, ban đầu là bảo em không thích cái đấy đâu. Nhưng mà bây giờ mà ngày nào mà anh ấy không rút súng là như em là con khó chịu đúng không? Rồi còn tật xấu gì nữa nè? Tật xấu của anh ấy là anh ấy rất hay ghen ạ. Trời ơi, anh ấy là người của gia đình ạ. Và hầu như là thời gian anh ấy dành hết cho gia đình, và con cũng không thấy anh ấy có đi chơi bạn bè, bia rồi nhậu nhẹt nào, hoàn toàn không, chỉ có bên vợ và con và gia đình và mẹ, đó là quay TikTok và hạnh phúc bên nhau, vui vẻ cả nhà thôi. Nhưng mà trời ơi, có một cái tính là siêu ghen tuông là. Đâu ghen sao nào? Trời ơi, dễ sợ lắm ạ. Ví dụ là con mới đi công tác vào Sài Gòn cách đây 3 ngày ạ. Đó, là khi mà con vào là anh ấy sẽ nói một câu là: em đi vào Sài Gòn hả? Đi với Hà hay đi với Vi? Có nghĩa là không cần hỏi con là có cần Hà hay Vi đi cùng không, mà sẽ là đi với Hà hay đi với Vi. Và sau đó thì anh ấy sẽ nói một câu, anh ấy sẽ bảo với bạn Hà là gì? Một tiếng hãy báo cáo cho anh lại một lần xem là sếp đang làm gì. Trợ lý. Trời ơi, bạn trợ lý quản lý đó. Rồi có một cái ngày mà nó đặc biệt đến cái mức độ mà anh ấy nhắn tin cho bạn Hà, anh ấy nhắn tin là 5 tiếng rồi chưa báo cáo. Đó. Như vậy luôn ạ. Thế là bạn Hà, bạn ấy chỉ chụp đúng một bức hình của con, bạn ấy trả lời lại là gì? Báo cáo sếp, sếp đang ngủ ạ. Có nghĩa là 5 tiếng rồi con đang ngủ là nên là bạn ấy không có báo cáo. Ví dụ như là con mặc một cái váy đi làm ấy ạ. Ví dụ đôi khi mặc cái váy xì tin mà ngắn ngắn một chút ạ. Anh soi cái camera, rồi anh ấy hùng hổ chụp cái camera lại, zoom sát, zoom rỡ nữa. Trời, xong rồi anh về anh đùng. Tại sao đi làm mặc cái váy ngắn như thế này mà tại sao lại ngồi với các em như thế này được? Trời ơi, anh đùng nổi giận rồi là trời ơi, giữ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì con phản ứng như thế nào? Lúc mà anh ấy ghen là cái số 1 bùng nổ luôn đấy ạ. Nhưng mà con sao vậy? Lúc đó thì con chỉ biết xị mặt thôi chứ không biết làm nào hết. Vô thay quần đó. Xong rồi xin lỗi, nhưng mà trời ơi, anh ấy làm căng lên. Và nhớ từ đó thì sau là phải mặc đồ dài. Rồi thì là ví dụ ngồi với các em nhân viên nam chẳng hạn là phải ngồi cách xa một chút. Và không có... Trời ơi, anh tia camera dữ lắm ạ. Và đi đâu cũng có người bên cạnh hết ạ. Rồi còn gì nữa không? Còn tật xấu gì nữa không? Con thì con thấy là không có tật xấu gì nữa rồi ạ. Một người chồng rất tuyệt vời. Thì đó, thì nhưng mà cái điều con mong muốn chồng thay đổi là điều gì? Con mong muốn chồng thay đổi ạ. Là con nghĩ là thôi cứ như thế này là rất tuyệt vời rồi. Vì chồng con, trời ơi, chăm con lắm. Chiều con dữ lắm. Vâng. Hầu như là con như công chúa vậy. Con bảo là tại sao không lấy chồng sớm hơn? Thấy sướng quá. Có nghĩa là tại thời điểm này thấy sướng. 22 tuổi lấy chồng là đã sớm rồi. Mà còn muốn lấy chồng sớm hơn nữa. Vâng, tại vì thấy sướng quá. Tụi con biết không? Các cặp vợ chồng thường những năm đầu lấy nhau là hay cãi nhau lắm. Dạ. Hay cãi nhau mà hay này kia nọ. Đây là cái cặp đầu tiên mà mình thấy là trong... Không, chắc là tầm một năm đầu là cũng ấy. Có cãi nhau đúng không? Có, khủng hoảng. Nhưng mà con cảm giác ít lắm. Ít thôi, nó không có quá nhiều, kiểu ngày nào cũng xảy ra. Nhưng mà đến tầm kiểu càng về sau thì đến tầm mấy giờ kiểu chán chả muốn cãi nhau mình thiệt.
Thì bởi vậy cho nên giờ tụi con mà đã hình thành được một cái nền tảng như vậy á, là nó quá tốt luôn á. Phải giữ gìn. Tại vì thực ra 24 tuổi vẫn còn trẻ dữ lắm. Dạ. Còn rất trẻ luôn á. Cái đường đi ở phía trước tụi con còn dài lắm luôn á. Cho nên rằng cứ nương nhau mà sống để mà đạt được cái hạnh phúc lâu dài. Cảm ơn hai em đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thận, chào tất cả các quý vị khán giả. Em tên Thanh Tuấn, năm nay 33 tuổi, hiện đang làm thiết kế nữ trang. Rồi, mời em giới thiệu cho mình. Dạ, em tên Ngọc, em làm thông dịch viên tiếng Hàn, em làm chung công ty với ông xã. Rồi, hai em là quen nhau trong trường hợp nào? Bữa đó thì em ghi một cái status vui thôi. Là tuyển vợ từ 18 đến 24 tuổi. Lúc đó là em 19 tuổi. Em nói là em làm bà xã anh được không? Cái anh nói là được. Rồi thế là nói chuyện qua nói chuyện lại. 3 tháng sau thì tụi em gặp nhau. Nhưng mà trong cái quá trình 3 tháng đó là mình có gửi hình ảnh cho nhau coi không? Dạ không, không biết mặt gì hết. Tại vì hồi xưa người ta xấu nên người ta không dám gửi cho em hay sao mà cô không biết. Mà lúc đó em cũng không có đòi hình luôn. Tại vì em không nghĩ là sẽ gặp nhau ngoài đời. Rồi, gặp mặt nhau thì cái cảm giác và cái cảm nhận của hai người như thế nào? Là lúc đó anh rủ em đi câu cá. Em nói là em không dám gặp anh đâu. Tại vì sợ anh bắt cóc em thì sao. Rồi lúc đó em bắt ảnh là phải viết một cái list danh sách là hứa là không được làm em giận, không được anh hiếp em, rồi anh làm chuyện bậy bạ với em. Xong rồi bắt anh đưa chứng minh nhân dân cho bà chủ nhà của em giữ. Ủa nhưng mà lúc mà lần đầu tiên tụi em thấy nhau á, là tụi em có nghĩ là mình dành cho nhau liền không? Có nghĩa là có bị xét ái tình hay là bị cái cảm giác là thích liền không? Lúc đầu thì gặp thấy con nít cũng thích lắm. Tại vì em cũng khoái con nít. Từ xưa giờ chơi với con nít không à. Tức là em thích liền đúng không? Thích, có thích chị. Còn em? Em thì em thích liền lúc đó nha. Rồi, bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng một năm sau á, nhưng mà trong thời gian đó thì ảnh cứ tâm sự, cứ kể là ảnh bị người yêu bỏ, chia tay người yêu này nọ. Em hỏi nếu mà chị đó quay lại rồi, anh có quay lại chị đó không hay anh chơi với em tiếp đó. Đương nhiên là người mới không bằng người cũ rồi. Cái em ghét, mới ngay từ lúc đó thì em mới quyết tâm là em cua đổ ông này cho bằng được. Rồi cuối cùng dính không? Em nghĩ là ngay từ lần đầu là ảnh mê em rồi, nên em vừa xúc chiêu ra là ảnh dính liền. Dính liền luôn. Rồi trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, tất cả mọi thứ nó có trơn tru không? Là quen nhau được 3 năm thì em đi Hàn Quốc, em đi du học. Thì lúc đầu là em mê anh này là tại vì anh này biết quan tâm, chia sẻ, ga lăng. Xong rồi qua bên Hàn Quốc thì anh ít liên lạc lại dần. Xong rồi với lại cũng mê mấy anh chàng trai bên đó, rồi cái không chơi với anh nữa. Trời ơi, rồi đến khi mà em về Việt Nam thì hai đứa có thẳng nước không? Về Việt Nam thì ảnh cứu em lại. Nhưng mà em chán rồi, em không thích nữa. Em nói thôi chia tay thiệt đi. Anh không đồng ý, anh nói không công bằng với ảnh. Trước khi đi là sống chung nhà với mẹ mẹ chồng hiện tại bây giờ của em á. Thì ảnh là ảnh dê sờm lắm. Em phải ra chiêu là anh giữ gìn cho em đi. Rồi khi nào mà anh với em cưới nhau em cho anh. Mà nếu như mà không đến được với nhau thì em cũng cho anh luôn. Nên bây giờ anh giữ cho em đi. Rồi sao nữa? Cái thì bây giờ em đòi chia tay, cái anh nói vậy trả đây. Trời ơi. Trả cái gì? Không có cho em cái gì đâu mà trả. Vậy mới bất công mà. Cứ đeo như là ăn dạ vậy đó. Đi gặp bạn bè cũng không được, nói chuyện với ai cũng không được. Giống như con Sam vậy đó, cứ đeo theo em trong thời gian đó em bực lắm. Thôi cho đại cho xong đi, mệt quá, bực quá. Cái vậy là ảnh dụ em làm đám cưới. Rồi em không biết làm sao, lúc đó em đồng ý cưới luôn. Là cho rồi sao thấy cũng được được. Cho rồi mới cưới đúng không? Dạ không, cưới rồi mới cho. Ok. Dạ là lúc đó định cưới vài tháng thôi là bỏ, nhưng không có đi đăng ký kết hôn. Dạ nhưng mà mới có 3 tháng anh dụ em có em bé. Trời ơi, đến là nó bị dụ suốt luôn vậy đó ha. Ủa ba nè, rất dễ dụ thiệt chứ. Lý do gì mà đòi cái đó hả? Bí quá à. Bí quá. Cái đó là chiêu hay là em đòi? Nói chung vợ em thì cũng khoái, gọi là giống như là dễ bị khích á. Cứ thử có vấn đề nào mà khích mà làm không được á là phải làm cho bằng được. Nói động tự ái cái là làm à. Cho nên hết chiêu để chơi rồi, nên áp dụng cái chiêu đó là phải làm. Mà lúc đó em khinh hắn lắm, giống như hắn hèn lắm. Tự nhiên cái hắn lấy cái đó ra hắn đòi, mà em suy nghĩ giống như anh nói đó, đâu phải của hắn đâu mà hắn đòi. Cứ đeo hoài mà ý. Nổi điên, anh nổi điên cho rồi đó. Dạ đúng rồi. Bực bội. Hỏi lén nè. Dạ. Khi mà nói chung là đạt được ý nguyện rồi đó, thì cái cảm xúc của em lúc đó như thế nào? Vui anh. Vui không? Dĩ nhiên cái đó phải vui rồi đúng không? Có ông nào mà hỏi không vui.
Nhưng mà ý anh nói là khi mà mình đạt được cái điều đó rồi. Dạ em nói là cưới 6 tháng rồi chia tay. Nói ừ cũng được nữa. Kệ nó lúc đó luôn. Lấy nhau xong rồi dễ gì chia tay được, đâu có dễ. Đâu dễ đâu. Đâu có dễ. Với lại cái chuyện mà có em bé đó, không có chuyện đó ngoài kế hoạch anh ơi. Nhưng mà em nghĩ không phải ngoài đâu, chắc ảnh dụ em á chứ không phải ngoài đâu. Tại vì em uống thuốc mà sao có em bé cái ảnh dụ em mà nó uống thuốc không tốt đâu em. Thôi thôi để anh xử cho đừng uống thuốc. Ảnh dụ em. Thôi nghiệp á. Đi dụ xuống vậy. Rồi có lúc mà em có em bé em có bắt đền không? Dạ có, em bắt đền bằng cách là em cứ sai ảnh miết thôi. Ví dụ như thay tả cho con nè, cho con bú nè. Rồi làm hết luôn. Bắt làm hết luôn, em không làm gì hết. Không có ảnh thì em làm, còn có thì em bắt ảnh làm hết. Không nói cho vui vậy thôi chứ thật ra không làm. Không biết làm. Dạ. Ai không biết làm? Vợ em không biết làm, ẩm con mà không biết ẩm mà không dám ẩm luôn. Em bé đó mình bữa nay là được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ em bé được gần 2 tuổi. Là trong suốt 2 tuổi là anh ấy làm hết à? Nói hay nói quá đó, là mẹ chồng em với mẹ ruột em cũng chăm phụ rất là nhiều, ảnh đâu có gì không, đâu. Sau đâu này lâu thì mới... mẹ chồng với mẹ ruột của em thì chăm nhiều hơn, anh chồng để làm suốt rồi. Điều quá. Trong cái thời gian mà em ở nhà. Ý là mẹ của em với mẹ vợ em á thì đó. Nhưng có điều là thời gian mà ở nhà là cứ sai em thôi. Thông cảm đi. Thì thực ra em đâu có cái gì để nó đòi lại đâu. Nếu mà đòi lại thì càng lỗi đâu. Với gì? Nó chỉ đòi cái đó được thôi. Không, cái đó là hành đó. Hành đó. Tuấn biết cái chuyện vợ mình cố tình không? Biết chứ anh. Em về em hay đọc báo rồi giải trí một chút á, nhưng mà không có bữa nào được hết á. Đọc chưa được ba hàng nữa rồi nghe không? Mới mở cái điện thoại vừa mở khóa bàn phím xong cái anh ơi. Chốt cái anh ơi. Anh có bị ám ảnh thôi cái từ anh ơi. Tôi ngủ còn hơn. Rồi giờ kể cho anh nghe coi, vợ em có cái tật gì mà nó không có đẹp không? Nhiều. Nhiều mà nó nói nhỏ xíu à. Không nói lớn sợ lát về đăng ăn đòn anh. Trời ơi. Đâu kể anh nghe đi. Cũng không có gì đặc biệt, chỉ có điều là không biết làm gì hết trơn thôi à. Dù em cái gì cũng được hết trơn, chỉ có một điều là nó không biết làm gì. Không biết làm gì hết trơn thôi à. Ví dụ. Ủi đồ không biết, bộ đồ đi làm cũng chồng ủi. À. Nấu cơm không biết nấu, chăm con không biết chăm. Ừ. Không biết còn biết làm gì nữa không à. Cũng có chút cố gắng, có nghĩa là dạo này cũng hay tập nấu ăn, coi trên mạng đó anh, rồi làm theo xong rồi nhà không ai dám ăn hết. Có cố gắng nhưng mà lại không được thôi. Mà mỗi lần mà mua cái gì về á là quy động hết cả nhà giống như là một cái đại tiệc vậy đó. Làm cho đã xong rồi không được gì hết. Vợ em vô làm hết luôn. Ở ngoài chỉ đạo làm này mà làm sao không chịu. Rồi tự mình chế biến, nhưng mà chế biến xong rồi coi như là... Ra chỉ để nhìn chụp hình chơi thôi. Bởi vì lấy con nít đó cực khổ vậy đó. Dạ. Thì phải chịu thôi. Khổ lắm chị, biết khổ hoài à. Về nhà thì hay làm bèm, hay kêu rồi vậy thôi chứ cũng không có gì gọi là quá đáng. Giận lên thì chia tay. Từ quen tới giờ nếu mà em tổng kết lại thì chắc không dưới 500 lần. Ừ. 500 lần chia tay. Hầu như là cứ cách ngày 2 ngày là có chia tay. cái vụ mà vợ em đi Hàn Quốc về mà đòi chia tay em thấy nó bình thường lắm. À, đúng rồi mình đúng rồi. Cứ vậy không à? Nhiều đó thôi. Đủ mệt lắm rồi anh ơi. Anh thấy con tính con nít mà ở nhà càng mè nheo suốt ngày, em nói nhà em mới có một đứa con thôi mà rốt cuộc nhà em tới 2 đứa, anh hiểu không? Đúng rồi, đứa lớn đứa nhỏ. Rồi sao bé lớn? Anh ấy thì sao? Tật xấu lắm, nhưng mà tật xấu lớn nhất là mê coi phim. Ví dụ như khi mà đang coi phim hành động là anh tập trung vô coi thôi, không chú ý gì hết á. Kêu mà phải khiều khiều, còn nếu mà chỉ kêu bằng giọng nói thì là không nghe. Hay là giả miết em cũng không biết nữa. Em nhớ có lần kỳ đó là ăn lẩu á, có cái bếp ga nhỏ là nó phực lên luôn rồi. Cũng ngồi chung với nhau một bàn, nhưng mà anh quay cái mặt ảnh về phía bên tivi ảnh coi thì nó bị phực lên. Em nói đúng rồi, phực rồi, đúng rồi. Anh im ru luôn. Tới lúc mà mẹ chồng em đang bị bó bọt á, đang cầm cây gậy mà mẹ em chỉ còn vẹt ba cái dìu ra cửa, anh mới để ý. Mẹ mới mổ xương. Xong rồi bó bọt cái chân này nè. Đi thì phải đi bằng nạn. Mà thấy bếp ga phật không hiểu sao mà bay ra ngoài cửa mất thôi rồi. Cả nhà ngồi lo kiếm cái gì dập lửa. Mà quay tới quay lui hỏi, ủa mẹ đâu mất tiêu rồi? Mẹ đây nè con. Ủa mẹ ra bằng cách nào vậy? Mẹ không biết nữa. Bà độn thổ là sao? Rồi cái đưa cho mẹ cái nạn đấy, ở chơi vậy mẹ vô chứ nãy mẹ ra một cách nào mẹ không biết. Bản năng sinh tồn á, khó là cỡ nào cũng vận động được á. Còn gì nữa? Xa vợ được mà xa điện thoại không được. Tối ngủ là dụ cho em ngủ xong rồi là ôm điện thoại. Ừ. Em không thích cái vấn đề đó. Có nghĩa là hãy ôm vợ chứ đừng ôm điện thoại. Dạ đúng chưa? Vậy mong muốn thay đổi đi. Em muốn ảnh thực hiện tất cả những điều anh đã hứa với em.
cái bản mà giao ước đó còn, em còn giữ, em còn giữ luôn. Đã có chữ ký chưa? Có rồi luôn mà không thực hiện đúng không? Thì ra công chứng đi. Bây giờ người ta đòi của mình, bây giờ mình có công chứng mình đòi lại chứ. Với lại á, không, chị số vậy không được chị. Tại giờ hồi trước giờ em ký nhiều lắm á. 500 lần. Không, mà tại mỗi lần em suy nghĩ ra là em thêm vô là à, phải ký lại. Trời ơi, phải thêm không vậy hả? Trời, phụ lục chắc mù sắp á. Có vậy là vô hiệu quá rồi. Này viết lại đi. Bây giờ hắn rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ mong muốn thay đổi cái gì, focus lại đi. Không hút thuốc, không ôm điện thoại, không có giả điếc khi vợ sai vặt nữa. Vậy phải một cái máy trợ thính cho ổng đi. Rồi với lại không có quá tập trung vô khi xem tivi. Ba cái vợ yêu cầu đó, vợ chồng yêu cầu cái gì? Em chỉ yêu cầu là biết lo cho chồng chút xíu thôi. Nội cái bộ đồ của chồng mặc cũng biết ủi nữa. Mỗi lần mặc muốn bộ đồ thẳng thớm mà tự ủi không à. Bậy rồi. Em ủi nhưng mà nó hai ba ly, anh chê nên em không ủi. Rồi có cái tập hay quên là đáng trí nè. Làm xong cái quăng đó toàn chồng đi dọn không à. Cái cuối cùng á là ráng học nấu ăn đi, chứ từ xưa giờ nếu cần á thì em toàn em nấu không à, chứ vợ em biết nấu. Giờ chị chỉ thấy là những cái điều mà coi như bạn kia mà muốn bạn này ba điều gì thì bạn này cũng muốn ngược lại bạn đó ba điều. Bây giờ về đi, bạn kia thực hiện thì bạn này thực hiện nghe, và ngược lại đúng không? Bắt tay nhau cái đi, dám không? Rồi nghe. Rồi. Thôi, chúc cho hai em coi như là người nào cũng coi như là thực hiện cái lời hứa của mình, và lúc nào cũng cái gia đình cũng hạnh phúc, đầy tiếng cười, và mau chóng có đứa nữa nha. Dạ, cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn em. Chồng con xin chào cô chú Đức Thuận và cô Hồng Vân. Con là Nguyễn Hoàng Phi Vũ, sinh năm 92. 29 tuổi thì hiện tại con đang làm bên chứng khoán. Vũ. Vũ ở đâu? Dạ ở Tân Bình. Tân Bình. Rồi con có. Dạ con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con xin giới thiệu, con tên là Ngọc Huyền. Con sinh năm 94. Nghề nghiệp của con hiện tại là kỹ thuật viên xét nghiệm ạ. Chắc mùa này chắc bận vui lắm hả con? Dạ đúng rồi. Đó. Con làm ở đâu? Dạ con làm ở phòng xét nghiệm 548 ở đường Nguyễn Chí Thanh á. Ủa gì hả? Dạ. Trời ơi, chú Thuận là cũng là tới đó là xét nghiệm mấy lần nữa nha. Dạ. Xét nghiệm tổng quát. Trời đi nhiều lắm. Không, nhưng mà 548 là nổi tiếng đó chị. Gần bệnh viện Chợ Rẫy, trời nổi tiếng lắm. Dạ đúng. Vậy mai mốt nào vô đó tổng quát lấy số con nghe. Dạ. Rồi. Okay. Rất là vui khi chào đón các con đến với chương trình này ha. À, bây giờ kể cho chú nghe coi chuyện tình của các con bắt đầu sao nè. Dễ mà, bây giờ khoan hỏi này trước nè. Hai đứa gặp nhau, yêu nhau được bao nhiêu lâu? Dạ tụi con yêu nhau thì khoảng một năm. Một năm là và là... sau đó cưới. Một năm là đám cưới đúng không? Dạ. Một năm trước đây hay là sao? Là gặp nhau năm 2020. À. Rồi gặp khoảng tháng 5. Mới cưới à? Dạ cũng mới cưới. Chắc có lẽ ông bé đi xét nghiệm. Ông đi xét nghiệm. Ông đi xét nghiệm test PCR. Đó, rồi coi như là gặp bé Huyền. Rồi coi như là kết cái cô xét nghiệm này luôn, rồi cua cô ấy luôn. Đúng không Vũ? Nói đúng đi. Dạ không, gặp ở tình huống khác. Trời ơi. Mà tới bây giờ thỉnh thoảng vẫn đem kim về chích ngoài. Ủa là sao? Là dạ, bà đi chích ngừa hả? Bà dân xét nghiệm mà bà tối ngày đem ống chích về, bà có lụi vô mà mỗi lần con sợ kim. Rồi cứ đem kim về cái con canh ngủ á, tại bà hay lấy buổi sáng sớm chứ con canh tối bà ngủ âm thầm lén kim bẻ kim bỏ một cái. Ồ vậy đó hả? Ủa tại chắc là bị sao thì vợ mới chích chứ đúng không? Không. Dạ đúng rồi, hồi lúc mà trước khi cưới á là người ta có hay tầm soát trước tiền hôn nhân á cô. Là con sẽ đặc biệt chú ý là phải lấy máu anh này để xét nghiệm HIV chứ. Rồi dạ, bây giờ rồi. Thôi quay trở lại với cái giai đoạn đầu hả, một năm trước khi, nghe là các bạn trước khi biết nhau đó. Dạ. Thì là các bạn gặp nhau trong trường hợp nào và ấn tượng gì về nhau? Dạ dạ tụi con thì gặp trong một câu lạc bộ tiếng Anh. Thì đó con mê tiếng Anh lắm, gặp vào tháng 5 2020 á. Cái rồi con vô con nói chuyện tiếng Tây tiếng Tàu, rồi cái gặp cô này thấy nhìn là mình thấy đặc biệt liền. Tại vì xung quanh người ta mặc đồ rất là thời trang, rồi sinh viên cái kiểu nhìn đẹp lắm, mà có cô này nhìn cái mặc cái đầm màu vàng mà đi dép lào lọc sọc rồi đó. Cái mình nhìn thấy lạ liền, kiểu như là một cái bông hoa gì đó trong hoa dại á, bông hoa dại trong một cái đống hoa hồng á, vậy trời ơi, trong một cái đống hoa hồng rồi không tả. Trong một cái vườn hoa mà chăm chút bởi bàn tay con người thì có một bông hoa dại mọc lên đó. Dạ. Không sao, mình thân tình mà đúng không? Đó mình đâu phải nhà thơ nhà văn. Dạ. Đó rồi sao nào,
thấy ấn tượng quá tới làm quen. Cái tự nhiên ấn tượng quá rồi cái tới xin chào cái có thể làm quen không, rồi giờ nói chuyện đi, tại thấy mọi người xung quanh nói chuyện rất là giỏi, cái có bà này các bạn im hoài, kiểu như mình muốn cho bà tự tin á. Cái mình cứ dập cho bà mà nói chuyện hoài mà cứ bà kiểu như không có giỏi tiếng Anh không có giỏi tiếng Anh rồi cái cuối buổi cái con xin Facebook về. Thì con chắc là trong lòng chỉ muốn là về phụ đạo thêm cho bà thôi, với lại cũng cho nó đỡ buồn, tại vì con mới chia tay mối tình 7 năm, còn bà này cũng 5 năm sau này mới biết. Đó, cái cho đỡ buồn rồi cứ nói chuyện qua lại vậy thì từ cứ dính luôn. Rồi còn con thì sao, lần đầu tiên con gặp ảnh con ấn tượng gì ảnh không? Dạ thực ra thì lần đầu tiên con gặp anh á là con không có ấn tượng gì nhiều hết trơn á, tại con mới chia tay mối tình 5 năm con buồn. Cho nên là bạn con mới rủ con tham gia các câu lạc bộ đó, chủ yếu để cho con khuây khỏa thôi. Thì con vô con mới gặp chồng cũng hay bắt chuyện vậy đó. Thì con nói là thôi cởi mở mình ra, rồi mình cũng cho Facebook này quay nói chuyện qua lại cho đỡ buồn. Chứ con tham gia cái đó cho vui, câu lạc bộ cho vui thôi, chứ thực ra con không có biết tiếng Anh, không có biết tiếng Tàu gì hết trơn. Bây giờ thì biết chưa? Bây giờ thì biết chưa? Dạ, hơi. Rồi sau đó thì hai đứa bắt đầu tiến tới xa hơn nữa là lúc nào? Đó là lần đầu tiên gặp. Cái lần thứ hai gặp thì sau khi nói chuyện Facebook nhiều rồi đó, cái rồi con mới hẹn đi uống trà sữa. Lần thứ nhất lần đầu tiên là hẹn gặp cô là bởi Anh, thứ hai là hẹn uống trà sữa. Lần đầu tiên hẹn hò. Đó là lần đầu tiên hẹn hò đi trà sữa đúng không? Dạ đi trà sữa. Có gì vui xảy ra trong cái lần trà sữa đó không? Thì mới đầu thì cũng không có gì vui, bà này cũng kiểu như chất tức tình đấy, khóc mặt mà nhem nhố rồi cái nghĩa trời nghĩa đầu nhớ khóc nữa lại nụ hôn bên nước kia nước bà mắt cũng nữa. Khóc ở bên này có hôn nước mắt không? Dạ không hôn nước mắt. Nhưng mà con có khoái uống trà sữa không? Dạ con không khoái uống trà sữa, thường đi cà phê mà. Tại vì biết con gái mà đúng không? Dạ. Thế nào cũng khoái trà sữa à. Rồi sao anh vô trong quán trà sữa nói gì? Cái bà cũng mặc đồ của mình vậy như lúc lần đầu mình gặp thôi. Rồi sau khi uống trà sữa thì cái bà rủ đi nhậu. Bà Nguyên rủ đi nhậu. Cái đô khác hẳn luôn. Dạ. Nghĩ là thích trà sữa, rủ trà, trà sữa ai về bà rủ đi nhậu. Qua tới nhậu luôn. Ừ. Tại bia hay là rượu? Mà con mừng không? Con mừng không? Bà rủ đi nhậu con mừng không? Nói chung là mới đầu con cũng tính rủ rồi mà nhưng mà những cái định gợi rồi nhưng bà này bà rủ trực tiếp luôn. Tại con nghe bà nói chợ dưới quê em theo ba em nhậu hoài à. Cái con nghĩ là chắc con nhậu ghê lắm. Tại vì con có mấy nhỏ bạn mà nó có hay nói câu đó, nó nhậu ghê lắm, nó giết con luôn. Rồi cái nghĩ bà này cũng dữ lắm, thôi đi nhậu đi thì cũng được, phải kiếm chỗ nào em thích ngồi nhậu ở đâu. Uống rượu không bia? Đó, cái cô vô hành uống chai vodka Hà Nội. Trời ơi, dạ. Cái dữ á. Đồ mạnh à. Đồ mạnh lắm chú mình kể đồ mạnh dữ lắm. Rồi. Cái hẹn hò tự nhiên cái chạy ngang cái bờ kè có mấy sông quận 8, cái nói thôi ngồi đây nhậu cho hương đồng gió nổi anh ơi. Đó cái rồi bắt xe lên ngồi nhậu mà cái đồ dữ lắm nè, cái sau con mới cua gan ly cua cái chai con nhấp môi cái bờ kè mới giật cái qua ực. Ồ con thấy hết hồn rồi. Trời ơi. Ôi là trời luôn, cái nói trời sao nó chắc nay bị bà này bà luộc tại chỗ á. Cái xong con nói thôi đổi dòng đó anh nè, uống dữ vậy uống rồi, xong uống rồi nhấp môi một cái nữa xong cái giật ực sao hồi là hả con mới nhấp môi mấy cái là nguyên cái chai vodka nó hết luôn mình bà uống luôn. Trời ơi cái đô con dữ dội vodka mà con uống vậy là thứ vodka dữ lắm á nghe. Dạ thật ra là con không có biết gì nó. Con cứ nghĩ nó như rượu đế dưới quê thôi. Tại vì dưới quê con cũng hay uống, con cũng nhấp vậy nè. Bởi đó tại vì hứng với lại buồn quá. Uống luôn. Uống hết, mới chia tay mà đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, con uống hết một tăng luôn. Nhưng mà em đế với vodka thì cái nào nặng? Đế nó nặng hơn vodka đó. Trời ơi vậy đó hả? Đế nó nặng hơn vodka đó nghe. Nhưng mà đế thì con uống ít hả? Còn vodka thì lần đầu tiên con uống cũng thấy nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà chết nào không hay á. Dạ đúng rồi. Rồi cũng sao rồi sao? Cũng sao sao luôn. Dạ cũng sao cái cũng sao thì cái con mới bắt đầu dê. Dê. Con dê sao thôi. Con uống 2 ly mà con chưa xỉn đúng không? Dạ con chưa xỉn, con tỉnh tranh thủ dê luôn. Mà lúc đó bà con thấy bà hơi xỉn chưa? Trời ơi bà là xỉn muốn lầy lắm luôn rồi. Con dê hả? Dê. Ê bà ông dê sao đâu Quyền không nhớ không?
Dạ con á, lúc mà con uống vô là con cảm thấy bình thường à, chứ khoảng 15 phút sau con bắt đầu thấm. Nó bắt đầu vô người rồi đó, chóng mặt, say sẩm mặt mày hết trơn. Cái ảnh quay qua, ảnh kêu bây giờ anh xin phép em, lịch sự lắm, anh xin phép em cho anh ôm một cái nha. Ồ, đó là dê lịch sự đó. Dạ đúng rồi. Thì con cũng đồng ý. Kiểu giống như là hai người cùng chung một hoàn cảnh thì nó dễ đồng cảm. Mình đồng cảm với nhau. Dạ. Mà sao có con lùn quá tay con dê đúng không? Con lùn con dê ôm siết ép vô cái. cái xong rồi con nó dành hôn một cái nha. Không chịu. Không chịu. Vậy là còn tỉnh đó. Cái xong cái ôm vài cái xong dắt đi về. Con còn không muốn dắt bà đi về đâu, bắt đầu đi về. Tại ối. Ở chưa nó cái xong bắt đầu đi về, cái xong rồi vừa mới bước ra cái ngậm ẻ mà ối. Cái rồi con xách xe. Ối tại quán đúng không? Không, có đó là nhậu nghe bờ kè. Là ối nghe bờ kè đúng không? Dạ rồi mà trời ơi mà nghĩ sao mà hẹn hò chỗ đó, nước sông đen lên bền rác rến trôi mà không biết sao hơn. Hai đứa đó lúc đó thấy lãng mạn lắm mà chú. Cái rồi dắt đi rồi ba ói cái 20 mét cái 30 mét anh dừng lại cho em ói nữa. Cái xong mới dừng lại ói ẻ rồi cái tự nhiên lâu tự nhiên có con không có muốn chở ba về đâu, cái nghĩ trời tự nhiên cơ hội tốt rồi sao nhiên chở về xỉm rồi con tính về chở cho tới đâu? Luôn con tính chở đi đâu? Âm mưu liên tới. Con nói chung thì cũng có âm mưu tí rồi. Con chạy cái 20-30 mét cái vạt ói nhá, 20 mét cái xong rồi tới trước cửa khách sạn quận 8 cái dừng lại rồi nó thôi giờ xỉn quá vô đây ngủ em ơi. Nó có bà không nói gì cái bà nó ẹ á, mà chú tưởng tượng cái thùng rác trước cửa khách sạn á. Cái thùng rác nó dơ lắm, bà lại rồi cái tay bóp bệnh cái thùng rác nè. Ẻ. Cái xong bà lấy cái tay vừa mới cầm thùng rác mới móc vô ngồi mắt ẻ tiếp. Cái xong rồi ôi trời đi về chứ mình chảo lầy quá rồi, chảo mình vô khách sạn cho bối nguyên đêm luôn. Con mất hứng luôn thôi, đi về mà bây giờ con cũng biết là bà xỉn thiệt hay bà giáo bộ xỉn nữa, cái mà nghĩ sao mà bà xỉn bà không biết gì mà biết chỉ đường đi về, tại con mới lần đầu tiên con qua đâu biết đường đâu. Thì anh quẹo trái nè, anh quẹo phải nè anh ơi, trái phải sao về tới nhà luôn. Vô tới nhà còn thấy cái thùng rác trước cửa nhà nữa, trời ơi, mới vô bắt cầm hai tay thùng rác tội nữa ẹ ối dữ vậy ta, nhưng chơi phốt ca mà. Sau ngày hôm sau nghỉ làm luôn, trời ơi, có nghĩ trời ơi bà nội này là yếu mà ra gió nè. Trời ơi nhậu yếu mà cứ đòi nhậu xét ghé cho ta luôn. Đêm đó là như là mất hứng luôn đúng không? Nhưng mà bữa đó là con xỉn thiệt đúng không? Con xỉn, đầu óc con quay vòng nhưng mà con biết. Con biết hết á. Con biết ảnh nói gì, con biết ảnh âm mưu ảnh sao, con biết hết luôn. Ủa nhưng mà bữa đó sao? Ví dụ như con không ói thì con có đồng ý cho ảnh đưa vô? Dạ con không đồng ý, tại vì là lần đầu tiên hẹn nhau rồi, con không có chấp nhận được cái điều đó. Dạ. Rồi có lần thứ hai, thứ ba nữa không? Có, con chơi nhiều lần lắm rồi không dụ được bà này. Rồi không có lần nào dụ được luôn. Trong lần thứ ba bà... được không? Không được luôn, con kể tiếp chú lần thứ hai. Không mới... có dụ được. Mới thê thảm. Trời con... một mới chạy đu đai rồi đúng không? Con chơi khổ nhục kế luôn. Chơi khổ kế, bà đi làm về 9 giờ. Con thì con hay tập chạy bộ. Cái rồi con nhà ở Bình Chánh á, Bình Chánh Vĩnh Lộc A, bà này ở quận 8, bến xe quận 8. Cái con nói 9 giờ em về đúng không? Em chờ 9 giờ anh sẽ chạy bộ qua, anh dắt em đi ăn chè. Khổ nhục kế. Cái xong con canh đúng lần đó là chạy bộ qua thì 21 cây số. Nó trời mệt quá. Nay anh chạy đau chân quá, giật rút lum đó. Ăn chè xong giật rút lum. Em ơi cho anh ngủ lại. Anh đau đớn quá, giờ anh cũng biết sao về nữa. Giờ bắt ráp thì giờ mấy ráp là còn chạy nữa. Cái xong nó ba không cho vô, cho vô thôi, vô ngồi nghỉ xíu thôi cái rồi hết mồ hôi cái nó thôi cũng trễ rồi, cả 10 giờ 10 mấy anh về đi. Anh về không nổi rồi sao giờ? Cái ông ấy anh vô khách sạn anh ngủ đỡ đi. Anh ngủ mình buồn lắm. Ô, anh vô ngồi chổng ngủ đi. Cái bả móc tiền anh nè, không có tiền đưa 300 vô khách sạn ngủ. Dù không được luôn. Không được. Đau luôn. Mình công nhận chạy bộ 21 cây số bộ. Trời, con lên kế hoạch đủ thứ vô tới này tới đây khoảng cách này phải nói gì biết vụ bà này cho bằng được. Tính trước đây không? Tính trước bước không tới. Bước không tới luôn. Rồi lần thứ ba thì sao?
Lần thứ ba thì tỏ tình. Ông thì tỏ tình thì cũng định dụ bá rồi mà bá cũng chịu dốt nữa. Nhưng mà mới đầu á cũng hẹn ra quán cà phê mà cũng vắng người cái không gian hai đứa rồi đó. Cái rồi con ngồi mới đầu nói chuyện phím rồi đó. Cái xong rồi con cũng nghĩ trong đầu là bây giờ cũng có những đứa bạn mối quan hệ mà cũng chơi giống vậy rồi cái bạn bè nhau cuối cùng tới đâu á. Cái bữa thứ ba con kiểu như con bất cần đời luôn, con hỏi giờ anh cho em hai lựa chọn. Một á em thành bạn gái anh. Hai á là đường ai nấy về anh chặn Facebook. Cái rồi báo bắn ngồi báo suy nghĩ đâm chiêu tiếng đồng hồ vậy đó. Cái rồi con ngồi cũng hối cuối cùng cũng chịu, nhưng mà dụ vô tiếp cũng không chịu, không được. Có nghĩa là con thất bại cho đến lúc mà ngày cưới luôn hả? Thực ra thì cái lần đầu tiên thì sau khi mà làm cái đám gì quên này, cái đám gì đó, đám dạm hỏi à, đám hỏi lần đầu tiên đám hỏi xong rồi bà mới chịu, sau khi bà lụi con mấy mũi mới chịu. À tức là bà là muốn là con phải xét nghiệm, con không có phải dính HIV, không dính những cái đường lây qua đường kia thì mới chồng ý mà. Đúng không? Rồi bữa đó phải biết trước, tặng bà cái kim được rồi để bà xét nghiệm trước. Đúng không? Rồi như vậy là bao lâu thì tụi con mới chính thức là yêu nhau? Năm thôi, lúc đó là yêu rồi đó. À, năm không, là đám cưới bao rồi. Lâu thì mới đám cưới? Năm là, sau đúng không? Cũng dạ cũng lẹ lắm, là gặp tới lần thứ ba thứ tư gì đó là cái lúc nãy trong quán cà phê là bà chấp nhận làm người yêu, là gặp lúc đó bà nội đang nằm viện. Dắt qua mắt ra mắt bà nội luôn. Nói này vợ sắp cưới nè. Bà là sao nè, bà la bà bị gài thế gì đó, bà không biết làm sao nữa, ngồi chịu luôn. Chứ bây giờ thằng nhỏ thất bại hoài, từ lần này qua lần khác cưới cho rồi. Chứ bây giờ mà nhịn tận biết tới chừng nào. Bởi vậy cho nên là khổ nhục kế với bà nội luôn. Hay nhỏ tội thiệt. Giới thiệu luôn nhỏ vợ con này ví dụ vậy. Mà tội nhất là cái chi tiết mà đưa 300 ngàn kêu đi khách sạn ngủ mình lên. Tội thiệt luôn. Rồi như vậy là tụi con cưới nhau được một năm mấy rồi. Đúng không? Dạ. Rồi ở bên nhau như vậy thì thôi bây giờ kể đi, đến cái phần tật xấu nè. Đó, bây giờ nãy giờ chú thấy con hồi im, con hồi quyền. Dạ. Đó, bây giờ nói cho chương trình biết tật xấu của chồng con là những cái điều gì. Dạ, tật xấu của chồng con á là ảnh bề ngoài người rất là vui vẻ, nhưng mà đôi khi con cảm thấy ảnh là một người đa nhân cách á chú. Là sẽ có hai con người trong một người đâu, dạ, con kể rồi. Coi là sẽ có lúc á là hả, khi mà ảnh tập trung làm một cái việc gì đó là ảnh tập trung rất là cao độ, ai đụng tới á là hả, làm thấy ghê lắm, làm giống như muốn ăn tươi nuốt sống người ta. Hoặc là đụng chuyện gì buồn á là nhiều khi nói những cái lời mà làm người khác tổn thương luôn á. Còn một cái mặt còn lại là rất là nhây, rất là lầy. Hay giả, làm giới tính thứ ba lắm. Dạ. Cái từ đa nhân cách đó nó hơi là, thật ra nó là cái nó hơi nặng đó con. Dạ. Đó, cái việc mà họ tập trung và có những cái phản ứng nó hơi cáu gắt, cái chuyện rất là bình thường. Con cảm giác như là ảnh là một người hoàn toàn khác luôn. Không em, không có, cái đó có. Tức là gì nè, khi ở một cái mặt kia là một người cực kỳ đứng đắn, cực kỳ nghiêm túc, cực kỳ khó tính, đúng không? Dạ đúng rồi. Khó tính và khó chịu. Trong khi đó cái nhân cách ngược lại là lầy, nhây, hề hước. Đó, dạ, đúng không? Rồi. Là hai con người hoàn toàn khác nhau. Dạ đúng. Nhưng mà cái lúc mà ảnh nóng tính lên thì ảnh nói những cái lời tổn thương con. Dạ đúng. Nhưng mà sau đó khi ảnh bình tĩnh lại rồi, dạ, thì ảnh có thấy được cái hành động và cái hành vi của anh vừa rồi là cái lúc đó là nó sai và nó nặng lời với vợ, thì anh có xin lỗi con hay là có thể hiện một cái điều gì đó với con hay không? Dạ có, khi mà anh hay nóng tính, anh nói vậy đó, là lúc đó là con tổn thương cũng buồn lắm, nhưng mà con sẽ im lặng tại con biết là vợ chồng mà hai người mà cãi nhau hết luôn á là sẽ bị cháy nhà, cho nên là một đứa cãi một đứa phải im. Và sau đó là anh nhận biết, anh biết khi mà anh bình tĩnh lại rồi là anh sẽ biết được mình sai chỗ nào. Rồi tự ảnh tự bi tự diễn hết trơn. Nhưng mà ảnh xin lỗi con ở nghiêm túc hay là cái người mà lầy? Dạ của người nghiêm túc con. Của người nghiêm túc. Dạ. Dạ là sẽ thì có thể là do không, bây giờ mình phải check lại. Bạn vợ nói con đa nhân cách có không? Con có cảm thấy mình là có hai con người cho một người không? Dạ đôi khi con cảm thấy vậy. Kiểu như con là mặt là rất là tập trung và rất là nghiêm, hoặc là con rất là vui vẻ. Rất là con vui, con lầy cực kỳ luôn.
Nó là hai thái cực luôn á phải không? Dạ, dạ, nó không dạ, có dạ, cái điểm mà ranh giới luôn á đúng không? Dạ dạ. Nhưng mà cái lúc mà con lớn tiếng và con nóng giận như vậy á, con có biết được rằng là mình đang ở trong cái trạng thái như vậy không? Tại vì thường á là con hay nóng giận ở lúc con hay làm việc thôi, tại vì con kiểu như con nghiện công việc á. Cái con hay tập trung nghiên cứu này nghiên cứu kia, hay đọc sách hay học hành như cái bà này bà về về bà cái hay bà lầy bà giỡn rồi đó. Cái đối với con lúc đó thì rất là khó tập trung vô, hả, tập trung vô là không muốn bị chọc phá luôn á. Thì con cứ quậu đó, con biết bà quậu, biết bà đang buồn, kệ để mình làm xong đi rồi lại xin lỗi sau. À rồi. Ok, rồi còn tật xấu gì nữa? Dạ là ở nhà nhìn thấy anh rất là đồ đạc rất là chỉnh chu nha. Dạ, mà ở nhà thì sao? Ở nhà thì cũng hơi bừa bộn chút xíu, tại vì đàn ông mà chú. Tại là đi làm về cứ hay móc đồ lên lung tung vậy đó. Con cứ càm ràm ca bài ca con cá là anh về móc đồ lên để nguyên một đống nhìn rất là bừa bộn mà nói hoài không có nghe. Ở dơ không? Dạ ở dơ thì không ở dơ. Dạ cũng kỹ tính lắm. Tức là đi ra ngoài thì bóng bẫy lụa là gấm dốc, về nhà cũng có ấy hay là ăn mặc thoải mái? Dạ ăn mặc thoải mái cơ, nhưng mà đi ra là trời ơi còn trang điểm còn dữ hơn con nữa. Trang điểm gì? Ví dụ như là tóc tai, quần áo, nước dầu thơm rồi đúng dạ, không? Dạ đúng rồi, đầy đủ không thiếu cái gì. Còn ở nhà là thôi phè, không có quan tâm đến chuyện đó nhiều. Dạ đúng rồi. Rồi bây giờ tới con nó Vũ. Dạ, có những tật xấu gì? Vợ con tật xấu thì nhõng nhẽo, mà con nghĩ chắc phụ nữ nào cũng vậy thôi. Mà đeo riết giống như nãy con kể, đang học rồi cái hay nghiên cứu cái gì cứ đeo, mà đeo kiểu con bậu luôn á. Đeo làm sao đâu? Ông vợ cưng vợ bực bội. đang tập trung cái tối ngày ông vợ lại nhủi đầu hoài luôn. Nhõng nhẽo á. Nhõng nhẽo. Mà đến nỗi mà con nó đi nhậu hay là đi cà phê với bạn, cứ đúng 9:00 đúng 9:00 cái là nghe đây rồi bạn xung quanh nói rồi biết luôn vợ gọi đúng không, chứ giờ này không khách hàng nào mà gọi giờ này hết á. Cái riết rồi mang tiếng vũ dự cơ. Vũ diệu cơ là sao? Dạ là vũ vợ kêu á. À. Có nghệ danh là vũ diệu cơ. Là vũ vợ kêu. Trời nghe tên hay bộ. Vũ diệu cơ tên giống như một cái tráng sĩ nào đó trong phim á. Sử sắc đó. Giống một tráng sĩ rồi đó. Dạ ông nói đâu xa, mới hôm qua thôi. Mới hôm qua đang nhậu. Con với con ông, một ông ngồi kế cũng tên Vũ luôn. Trời ơi con 9:00. Ổng là 9:05. Trời ơi cái hai bạn đó, trời hai ông này, hai ông Vũ Diệu Cơ, Vũ Diệu Cơ 1, Vũ Diệu Cơ 2. À, dễ thương. Ông thiếu 5, ông Diệu Cơ 5, ông 9 giờ thiếu 5. Rồi còn gì nữa nè? Tiền bạc ở nhà đam mê sao? Gì không? Vợ con có cái đam mê gì không? Vợ con thì cũng đơn giản, có không đam mê gì nhiều. Có mê tiền không? Trời ơi, cái vụ mê tiền là sao con, sao? Con kể cô cái bả không mê tiền. Bả mới vàng thôi. Ồ, chà, chắc là mua vàng để dành dữ lắm đúng không? Trời ơi, mà hả, đến nỗi mà bóc lột chồng luôn á. Bóc lột chồng, chừa chồng có mấy triệu bạc mà đi ăn, nhiều khi để bạn bè bao không. Tháng cho được nhiêu? Trời ơi, tháng cho được 4 triệu, 5 triệu bỏ túi. Rồi nhiều bả còn giữ mớ riêng để bả xây sở gì đó. Cái rồi bao nhiêu tiền đó là bả lấy mua vàng hết. Quy thành vàng hết luôn. Mà cho đến bây giờ bả giấu vàng đâu con cũng không biết nữa. Bả giấu độc chiêu lắm. Vợ con bị nghiện vàng rồi. Nghiện vàng rồi, nhiều khi có giấu vô cái ôm. Giấu cái ôm cái lọc cọc nó. Em thích ôm vàng ngủ. Ôi. Mê vàng. Giống như cái kịch cổ điển Lão Hà Tiện. Lão Hà Tiện mà mê tiền á, mê tiền là phải ôm ngủ vậy nè. Đó. Đó rồi ủi tiền cho sạch rồi này cái nọ đó. Ủi tiền là nhân vật thời nay luôn. Rồi sao? Còn mê gì nữa không? Còn à, ngoài ra thì còn cái tật xấu gì nữa? Bả có tật xấu kiểu như là hay lên đồng á. Lên đồng? Ủa có căng hả? Con không biết có căng không nữa mà hả. Bả kể lâu bả kể mấy chuyện tâm linh rồi. Cái lâu đang ngồi với nhau nè. Cái một cơn gió lạnh mùa đông thổi vào le lắc. Ủa mà bộ con khoái cái vũ lắm hay sao? À, không, đó giờ từ lúc mới gặp tới giờ là vậy luôn. Mà con có sợ cái đó không? Con sợ lắm. Vậy chắc nhiều khi con sợ cái nó hù con đúng không? Ủa nhưng mà vậy có người nào là bà diễn là có ai nhập vô người bà không?
con cũng không biết nữa, cái rồi xong con cũng sợ rồi sao lại con diễn theo. Rồi tên gì, họ tên gì, khai báo tên tuổi, đến từ đâu, sao chết. Lúc đó không chừng phải sợ lại á, hai chồng đóng kịch ma luôn. Rồi con còn sợ gì nữa không, con còn sợ cái gì mà bả cố tình là bả tron con á? Sợ kim. Kim sợ kim đó, sợ kim nó lấy dạng bẻ kim hoài đó, cho nên là mang kim nhiều hoài hả? Là con cố tình con tron ổng đúng không? Dạ đúng rồi. Con biết là đó. Sợ kim cho nên là cố tình mang kim về. Còn ông này á là lén cứ vợ ngủ là bẻ kim. Mà con không hiểu sao mà cây kim mà bẻ làm đôi được luôn đó. Nó sợ quá, sợ con quá, sợ nó mạnh đó. Rồi biết chồng sợ ma, kể chuyện tâm linh có rồi... kể không? Dạ có kể đó, cơn gió thổi qua đó về nhẹ rồi mà đặt rồi giả lên đồng nữa, lên cốt rồi không diễn ghê lắm. Không mà nhiều khi con biết phải có năng lực thực sự không, kiểu như lâu lâu anh nói anh có biết lực hấp dẫn không, law of attraction vậy đó, là khi mà mình nghĩ cái gì đó tới thì cái đó sẽ đến. Nhưng cái có một buổi sáng mà nằm mơ nó tám này mà xe thô như 86 hay gì đó, cái gì nói ok bữa nay là em mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ số 86 nha. Cái tự nhiên tối hai chở chở vợ đi chơi, cái có ông với số vô mời hoài, cái bó ngó 86 rồi mới lấy mua luôn. Qua ngày hôm sau chúng ít cũng nhiều, nhưng mà nhiều khi con nghĩ con sợ luôn á. Rồi bà nghĩ tới nhiều khi trước định mua bàn ủi, cái tự nhiên cái bà nghĩ tới cái bàn ủi, nói em đang sử dụng năng lực siêu nhiên, em hút cái bàn ủi về nhập về mình á. Cái qua ngày hôm sau cái có bàn ủi, bà nghĩ tới cái ghế đó ngồi trong nhà, cái mấy ngày sau những có người cho ghế. Ôi. Cái tủ lạnh, có tủ lạnh luôn. Cái con cũng biết mà có năng lực siêu nhiên thì không nữa. Thế nào em tự động em mua rồi em kêu shipper nó giao? Dạ không, có người tặng chứ. Người quen biết tặng luôn. Dạ. Con nhìn chú coi, con thấy ngày mai chú có được ai tặng chú gì không? Rồi bây giờ con mong muốn Huyền thay đổi điều gì? Thực ra thì vợ con là hoàn hảo nhất rồi, cũng không muốn thay đổi gì nữa. Không muốn thay đổi gì luôn? Dạ không, vậy giữ nguyên vậy đó. Hai đứa có em bé chưa? Dạ cũng mới biết tin hôm qua. Có tin vui hả? Dạ. Wow, chúc mừng nha. Để con có nghĩ tới không? Trước đó là con có nói là anh ơi em thấy là mình có em bé không? Dạ con là con hù ảnh từ lúc con mới vừa cưới về, là con hù luôn tới bây giờ mới có. Dạ. Rồi con có muốn chồng thay đổi gì không? Dạ con thì con muốn chồng á là bớt khi mà nóng giận á, biết kiềm chế bản thân mình lại, đừng có buông những cái lời mà tổn thương người khác. Dạ. Vậy là con muốn chồng con một nhân cách thôi phải không? Dạ. Đừng có đa nhân cách. Có thể cân hòa được giữa hai con người đó. Dạ. Thật ra như thế này nè, con biết cái tính ảnh rồi. Dạ. Thì những cái lúc ảnh tập trung nên để cho ảnh có một cái khoảng thời gian. Dạ. Để ảnh chỉ tập trung thời gian cái công việc, là công việc chứng khoán. Dạ. Là phải thường xuyên theo dõi những cái tỷ giá, tất cả mọi thứ nó rất là căng thẳng con. Dạ. Nó rất là căng thẳng. Cho nên chính vì thế là chú nghĩ á, con nên để cho ảnh một mình ảnh để giải quyết những cái việc đó. Dạ. Rồi sau đó khi xong việc rồi bắt đầu muốn tròn cái gì đó, muốn lên đồng lên cốt hay muốn giỡn cái gì đó thì thoải mái, đúng không? Dạ. Đó. Dạ riết con sợ, con phải thức dậy lúc 1 giờ sáng để con nghiên cứu tới 5-6 giờ. Lý do ngày nào cũng vậy luôn. Vậy hả? Tại con sợ bị báo làm mất tập trung hoài á. Đó. Con làm như vậy á, ảnh sợ ảnh sẽ thay đổi cái thói quen và thay đổi với thời gian, thì vô hình chung cái đồng hồ sinh học của ảnh á nó thay đổi. Dạ. Cái đồng hồ sinh học của anh nó thay đổi như vậy thì nó cũng không nên, ảnh hưởng sức khỏe rất là nhiều nha. Không, nhưng mà vấn đề là bây giờ trong thời gian này nếu mà vợ con lại đang có tin vui á thì chắc là con phải chịu khó, là con phải dung hòa hai cái việc. Dạ, đó luôn. Con cũng cố gắng nhiều. Đó, chứ không là vợ con thành đa nhân cách. Dạ. Thế cho con yên tâm đi, có em bé rồi thì chú nghĩ là con không có đa nhân cách đâu, chỉ có một nhân cách thôi. Đó là tất cả đều tập trung cho đứa con của mình. Dạ, đúng rồi. Nghe. Rồi. Rồi, cảm xin ơn cảm hai ơn đứa. Hai con. Nghe. Dạ.